50% này. Sơn, cái này là sơn cho nó như là dạng như là build up lên thôi, mình không có cần sơn quá kỹ, tuy nhiên mình cũng không có được sơn quá ẩu. Quá ẩu là như thế nào? Sơn là thiếu chỗ này, thiếu chỗ kia ha. Rồi hai bên mép nó không có đầy đủ thì nó cũng không có được. À, đồng ý là mình chỉ làm một cái lớp lót thôi, nhưng mà mình làm cũng phải làm cho nó đàng hoàng ha, chứ mình không có được sơn cho nó thiếu. Ok, be careful đã. Thank you. Rồi à, chị em thấy cái nước đít này không, nó đang ướt chứ vậy. Khi mà mình nhúng vô cái bột lia nè, nó lấy một bình thường, có nghĩa là cái nước bay này nó không bị khô, thấy không? À, nhúng vô ngâm nó một lúc luôn. Mà lại mới về lại Mỹ hả? Trời ơi, đi Việt Nam hoài sướng quá hả? Tháng 10 này là nhiều anh chị em cũng đi Việt Nam chơi lắm á, tại vì tháng 10 là tháng ăn chơi mà ha. Tại vì cái ngành này nó có cái đặc thù là như vậy đó, tới tháng 10 là nó chậm lại chút xíu đó, rồi nó qua tới tháng 11, 12 là vô đông rồi. Thường là anh chị em mà về Việt Nam chơi là cái tháng 10 này về nhiều lắm, vé nó cũng rẻ nữa. Nhúng vô. Nhúng vô năm ngón nha. Cái nó lâu khô nó làm cho bị bủng bủng cái bột đó. Đó, anh chị em làm có bao giờ gặp cái tình trạng mà bỏ cái nước số 3 xong nó cứ bủng bủng cái bột mà dũa tới đâu là bột nó văng ra tới đó không? Đó là có thể là do cái bột nó còn ẩm, là do bỏ cái nước số 3 còn nhiều quá ha. Thì mình bỏ vừa vừa thôi, đừng bỏ nhiều nha, bỏ nhiều nó cũng không tốt đâu. Rồi, cái bàn bên đây mình sẽ sơn cái bay lên. Lần thứ nhất mình sẽ làm một ngón một lần ha. Đó, bây giờ thì mình cứ từ từ mình làm đi, tại vì cái lớp đầu tiên nó rất là quan trọng. Nó giống như là một cái nền móng của một cái ngôi nhà vậy đó. À, mình làm mỗi cái móng này là giống như mình build up một cái căn nhà lên, thì cái lớp đầu tiên đó là cái nền móng ha. Móng thì có hai loại móng ha, móng chân vịt lại móng băng đó. Ai mà làm nhà xây dựng thì hiểu ha, biết đó, có hai cái loại móng đó. Vừa làm neo mà vừa giải thích qua construction luôn ha, do biết là đi xa quá luôn rồi đó. Thôi quay trở lại đi Phong ơi, Phong đi xa quá rồi. Sơn cho nó tròn khỏe nha. Rồi nhúng vô nè. Relax baby. Relax, anh cho lại 5 đồng. Chứ em gồng quá, anh khó làm quá baby. Rồi. Qua cái lớp thứ hai là mình sơn 5 ngón một lần nha. Một ngón nè. Rồi tiếp tục cái ngón thứ nhất là cái ngón thứ hai ha. À, sơn cho nó đều tay, cho nó nhẹ nhàng thôi. Mình lã lướt chứ mình đừng có coi cây cỏ nó là cái kẻ thù của mình ha. Mình ngấu mình nghiến thì cũng không được. Làm nghệ thuật thì mình làm nó nhẹ nhàng chút xíu ha. Thả hồn vào mây bay ha. Mình cầm cái tay khách mình làm như là mình cầm cái tay của người yêu vậy ha. Chứ đừng có tưởng tượng đang cầm cái tay của kẻ thù của cái. Sơn nhẹ nhàng không, tóc gió thôi bay đồ này nọ. Nhúng vô nè, thấy cái nước số 2 này nè, nó vẫn còn ướt hay chưa. Nhúng vô nè, thấy lấy bột bình thường không, nó không bị khô, nó cũng ok lắm. Xong cái lớp thứ hai này mình sẽ làm cái lớp thứ ba ha. Oh thank you cha. À, anh bớt ho rồi em, có người chỉ cho anh cái cách là sắt 7 cái lá chanh đó rồi chưng với cái đường phèn đó ha. Không mà mình nói thật sự là nó rất là hữu dụng nha anh chị em. Ai mà bị ho đó là sắt 7 lá chanh ha. Sắc 7 lá chanh rồi chưng với cái đường phèn đó là uống vô một cái là coi như là hết ho luôn đó. Công nhận hiệu nghiệp thiệt đó chứ ha. Nhớ nhưng mà nhớ một điều là như vậy nè, sắc thì sắc 7 lá chanh thôi nha, đừng có sắc 7 lá rưỡi nha. Sắc 7 lá rưỡi là nó ho nhiều hơn á.
Còn ai mà sắt 8 lát thì kêu xe ambulance lăng tới chở đi bệnh viện luôn. Sắt 8 lát nó bị phạm phong thủy nha. Sắt 7 lát thôi. Ok. Rồi, nhúng vô nè. Để mình sơn 5 ngón nha. Điếp vô bình thường, đâu bị gì đâu. Relax, relax baby. Xem kiều baby. Em này gầm quá à. Cái đùi xứ à. Cười gì? Nói cho cười hả? Cái người khách này họ... Cái người khách này họ dễ thương lắm. Họ tới họ thích mình làm nail. Tại vì họ tới làm nail á, mình nói nhảm cho họ nghe á, nên họ khoái. Kiếm người nói nhảm cho mình nghe khó lắm nha chị em. Nói nhảm nó có nhiều cái loại nói nhảm đó. Nói nhảm cho nó vui vẻ nó khác. Mà nói nhảm hồi mà gây ức chế cho đôi bên thì nó khác ha. Cảm thấy mà nói nhảm mà không vui là phải ngưng liền nha anh chị em. Chứ thôi là máu nhượng bến Thượng Hải luôn á. Có coi cái bộ phim máu nhượng bến Thượng Hải chưa? Cái chừng nha, nói nhảm không có vui là ngưng nha. Chứ thôi lát hồi có chuyện á. Rồi, bó lấy cái tay nè, mình bóp nó vô nè. Mình chấn, mình lấy cái xếp lại chút. Đúng rồi đó, nam 7 lát, nữ 9 lát. Còn BD 9 lát rưỡi nha. Mình nói chơi thôi nha. Nói chơi thôi, anh chị em đừng có ném đá mình hả. Đúng không? Nam nữ mình cũng phải có BD chứ. BD cũng là một cái giới tính được công nhận ở Mỹ mà. Đúng không bà con của bác? Ở bên Mỹ này họ công nhận cái hôn nhân đồng giới đó anh chị em. Không có được kỳ thị họ nha. Kỳ thị họ cái là họ kiện mình cái là mệt lắm à. Rồi, cái nhúng cái lớp cuối cùng nha. Anh chị em biết cái lớp cuối cùng này nó gọi là cái lớp gì không? Cái lớp cuối cùng này là gọi là cái lớp cúng cùi đó ha. Còn cái lớp đầu tiên gọi là cái lớp gì biết không? Cái lớp đầu tiên gọi là cái lớp tiền đâu. Có nghĩa là tiền đâu, có tiền mới làm, không có tiền không làm thiếu ok. Em muốn mua bay treo đó ở đâu thì anh? Cái bay treo này ha em. Em muốn mua đó, lát hồi anh livestream xong á em có thể em inbox cho mạnh nha. Chứ bây giờ anh chưa có take order được. Em nếu mà em muốn order cái bay này đó thì em làm ơn gọi cái số điện thoại 818-747-8781 hoặc là inbox Facebook Phong Trần. Alright, thank you em. Rồi, bỏ cái chai số 3 vô nha. Cái chai số 3, cái number 3 á. Có người thì gọi nó là Silver Dry. Có người gọi nó là cái number 3. Có người gọi nó là Activator. Đó, ai muốn gọi gì thì gọi ha. Đó, giống như là người miền Bắc á, thì gọi là cái thìa. Mà người miền Nam thì gọi bằng cái muỗng vậy đó ha. Và cái kiwi khô nó tròn đẹp rồi. Anh chị em thấy không, cái độ cong nè, nó có một cái độ cong ra từ ngay chỗ này nè. Tại vì cái chỗ này nè, cái chỗ nó dễ bị gãy nè. Đó, ngay cái chỗ này mình làm dày lên chứ. Mình làm dày lên thì nó đỡ gãy thì mình an tâm ha. Không có sợ là khách đi bị gãy đồ hay là cái gì hết ha. Cứ cảm thấy mà nó còn mỏng là phải đi thêm lần ha. Chứ cảm thấy mà nó mỏng rồi mà mình lơ luôn, mình để yên như vậy là không được. Ok, mình làm cái gì mình phải chắc chắn chứ mình không có được chơi theo cái kiểu hên xui ha. Nếu mà chơi theo kiểu hên xui á, thường thì nó sẽ ra xui nhiều hơn là hên á. Vũ mình nha, anh chị em coi cái cách mình lia cái đầu vũ nè. Mình không có đè cái đầu vũ hả, mà mình lia từ trên lia xuống. Cọp núi em muốn mua cái đầu vũ tiên kim cổ nha, cái đầu vũ cọp núi em có thể em inbox giùm anh được không em? Lát hồi anh xong cái livestream anh vô anh replay cái message của em nha. Mạnh lắm. Cái kiriko nè anh chị em, để mình lát mình phủi phủi cho anh chị em coi nè. Cái kiriko nó rất là mỏng ha.
mà phải nhớ một cái điều là nhớ banh cái que ra, clean up hai bên. À, cái đó là cái bí quyết để làm sao mà mình làm biết cho nó đỡ phải bị lip. Rồi qua cái đây nè, anh chị em thấy không? Cái Kiriko này là một trong những cái Kiriko rất là khó chạy. Tại vì sao mà giải thích cho anh chị em hiểu là cái Kiriko này là Kiriko vuông, thấy nó một chạy một cái đường thẳng một không, mà hai bên đây nó bị hai cái cù ngoéo này chưa. Đó thì làm như thế nào thì để mình chỉ cho anh chị em cái cách làm ha. Thứ nhất á, là mình vặn nhỏ máy lại chút xíu xíu, bắt đầu mình rê cái đầu đũa nè, rê nhẹ thôi. Thấy không? Rê nhẹ, thiệt nhẹ thôi ha, để cho cái đầu đũa nó tự đi. Đó, xong rồi đó. Những cái đầu đũa, những cái Kiriko khó như vậy đó, thì mình phải biết cách để mình chạy sao cho nó đều đẹp ha. Để mình củi ra cho em coi nè. Để cái này củi cho nó sạch, củi cho anh chị em coi. Đó, nè, chạy nè, không có đè nha. Đó, xong rồi đó. Thấy không? Rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi bắt đầu mình đũa mịn nè, đũa lia từ trên lia xuống nè, thấy chưa? À, soi kỹ cho anh chị em coi nè, thấy không? Vũ mạnh nè, thấy chưa? Thấy mình vũ mạnh không? Mình lia từ trái qua phải, từ phải qua trái, mình để cái động tác như thế này nè, mình lia qua lia lại, lia qua lia lại, chứ mình không có đè cái đầu đũa ha. Nè, bây giờ so we gonna make it fast, okay? That hand I do the detail already, but now you guys are gonna see when I do. You know, like the normal speed, okay? You're gonna see it not too hard. Just follow the step, so you're gonna be good. À, mình nói nó chi tiết thì đâm ra nó có thể là đôi khi là nó bị dài dòng chút xíu. À, nhưng mà khi mà mình áp dụng vô thì mình áp dụng nó cũng nhanh thôi, chứ nó cũng không có dài dòng. Tại vì mình phải nói cho nó cặn kẽ để cho anh chị em hiểu. Chứ mình nói mà nửa chừng nửa vời thì thâm ra nó gây ra cái sự mà đôi khi nó còn không có giải đáp được, mà nó còn làm cho anh chị em rối thêm ha. Nên bắt buộc mình phải nói cho nó kỹ một chút ha. Anh chị em thấy mình đang ôm cái sếp vô không? Cái đó là cái cách để mình ôm cái sếp vô. Đang làm nail mà hát gì vậy anh? Đang làm nail mà hát gì? Anh muốn em hát bài gì ha? Hát bài chiều nay gió đông về ha. Dừng chân bên quán xưa. Ôm cái sếp vô nha. Relax. Cái bài này là cái bài hát lời 1 thôi, còn cái lời 2 nữa. Còn cái lời 2 nữa mình thích hát cái bài lời 2 hơn. Nhưng mà cái lời 2 này hát nghe nó kỳ lắm ha. Nghe nó hơi bị bậy nên thôi mình không hát. Anh chị em nào muốn nghe mình hát cái lời 2 của cái bài này á thì inbox mình hát cho nghe cái. Cái bài mà chiều nay gió đông về đó nó có cái lời 2 nữa ha. Cái lời 1 là xưa rồi, mình giờ mình chơi nhạc chế lời 2 thôi. Chiều nay gió đông về. Dừng chân bên quán. Đó, hát nhiêu đó đủ rồi nè. Đang live stream mà không có phải nghiêm túc, ok. Ôm cái sếp luôn cho nó thẳng nè. Bây giờ mình nhiều lúc đông khách quá quên luôn đoạn cuối so móng luôn, trong giai đoạn nào cũng so rồi nên chắc ok anh. Ừ thì nói chung là mình kỹ thì mình so lại thôi chứ
chứ tại vì nhiều khi mình đề phòng là khách dịnh mình lại nên mình mới phải đo thôi ha. Đó, nhưng mà mình làm riết cái mình quen rồi em. Mình làm cái bước này mình đã biết chuẩn bị cái bước tiếp theo mình làm cái gì rồi. Đó, chứ mình không phải là mình làm rồi tới đâu mình tính cái đó. Đó. Anh làm cái bước này xong là trong đầu anh đã nhẩm tới cái bước tiếp theo mình phải làm gì rồi. Nên nó ít khi nào nó quên lắm. Và nó cũng sẽ rất là bóng. Ok, nhớ không có sơn dày nha. Anh chị em thử tưởng tượng coi mình sơn nước sơn thường á, mình sơn dày mà nó còn khô nổi, nó không chi là điếp. Sơn treo thử sơn dày coi nó có khô, đưa vô máy hơn nó có khô nổi không. Nó không khô nổi đâu, ha, nó bị rộp treo lên á. Thì cái điếp này nó cũng vậy thôi. Ăn sơn phải cho nó mỏng manh, vừa phải thôi ha. Cái gì cũng vậy, nó phải cần có một cái limit của nó, không có được quá dày. Đó. Rồi sau lớp thứ nhất cái là gì không, là che cái da đi đó. Mình chơi theo cái kiểu mà tiếng hát tiếng bom nữa không, lấy dầu che da chết. Ok rồi, rồi giờ là mình đã hoàn thành xong cái bộ móng nữa không, coffin đó, anh chị em coi nè, cái này là gỡ nó ra, giật nó ra. Rồi bây giờ quay ngược lại cho anh chị em coi cái shape nữa không. Cái shape nè, cái coffin ha, mình phải làm cho nó thẳng ở đây, mình phải làm cho nó thẳng ở trên đây thì nó mới ra được cái coffin đẹp. Ok đó nè, rất là bóng ha, mà cái kiriko nó cũng phải sát vô và nó phải mỏng thì nó mới ra được một cái bộ móng đẹp đó. Đây rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong một cái bộ móng bình thường như cân đường và hộp sữa ha. À, mình làm thì nó cũng nhanh thôi, nhưng mà có điều là mình vừa làm vừa nói đó thì nó sẽ lâu hơn chút xíu. Tại cũng không sao, cái mục đích của mình là mình truyền đạt cái kiến thức chứ không phải là mình để đua, nên nhanh chậm nó không có quan trọng ha. Cái mục đích chính là mình đã truyền tải cái cách làm đó, là cái mục đích chính của mình rồi. Thì trong cái quá trình anh chị em coi đó, anh chị em có nào có nhu cầu order cọ, cọ đầu dũa hoặc nước đếp hoặc là cái bột làm đếp đó, thì có thể gọi số điện thoại 818-747-8781 hoặc là inbox Facebook Phong Trần. Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi. Thank you for watching and supporting. And bye bye anh chị em. And have a good night, okay?